Đúng là vào ban đêm mình mới thấy là không gian là tĩnh lặng thật. Ngày thường ấy ở ngoài sông kia cái thuyền nó chạy qua sông ấy là mình không có nghe tiếng thuyền đâu. Thế nhưng mà vào buổi tối này toàn bộ không gian ở khu vực nhà mình là nó yên tĩnh ấy, cho nên là cái tiếng thuyền chạy ở ngoài sông rất xa mà mình vẫn nghe tiếng. Lời đầu video cho mình gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn nhé. Bây giờ là buổi tối ở nhà mình. Trước khi đi miền Nam ấy thì là à không, nếu để nói chuẩn ấy thì là mình vào Nha Trang cơ chứ không phải là vào miền Nam. Mấy hôm nay mình vẫn bảo là vào miền Nam thì làm cho một số các bạn hiểu lầm, đâm ra là mình cũng phải giải thích lại. Thì đây mình đang thăm lại những cái đàn chim, đàn gà của mình. Chủ yếu là mình ngắm cái con cò này là chính này. Mấy hôm nay thời tiết nó rét ấy, thì là mình phải thắp một cái bóng ở trong góc này này để cho gà, và một cái bóng ở trên này nữa, nhưng mà hôm nay mình không thắp bởi vì là thời tiết nó ấm hơn đấy. Đấy, còn bình thường là mình vẫn phải thắp để cho cái con cò này nó được ấm. Đây nó đang đứng ở đây này đấy. Mọi ngày ấy là nó đứng ở trên đỉnh mái ấy, bởi vì là nó ấm ấy, nhưng mà hôm nay vì chắc là mình không thắp cái bóng trên đấy, mình thắp độc cái bóng ở dưới kia cho nên là nó đứng ở dưới này để nó hưởng cái ấm này. Mình cũng vì là tiết kiệm nữa, với lại mình nghĩ là thời tiết nó không quá lạnh ấy, vào buổi tối mấy hôm nay nó cũng không quá rét, cho nên là tiết kiệm được một chút nào đó thì hay chút đấy. Bởi vì là đây, ngay sau đây mình sẽ quay cho các bạn xem tại sao mình phải tiết kiệm. Nhà mình vào buổi tối này ấy, là nó rất chi là tốn tiền điện. Đây mình sẽ đi từ cái nhà trên xuống nhà dưới cho các bạn xem. Ở ngoài này ngay đây thì là có chuồng của con rùa Sunakata này. Đấy, tối mình vẫn phải thắp bóng cho nó. Đây nó nằm ở dưới bóng điện này để cho nó ấm. Bé rùa nó vẫn ăn bình thường các bạn ạ, nó vẫn ăn bình thường, có cái là nó ăn ít hơn những cái ngày nắng nóng thôi. Còn thì đây, trong này là khu con nhện với lại con rồng, con gì nhỉ, con tắc kè đổi màu đấy nhá. Các bạn nhìn sơ qua thì nó đã có mấy bóng điện rồi, chưa hết đâu, còn nhiều lắm. Đây là chỗ chuồng con gà này đấy, con gà chín cựa của mình mà mình mới ấp lở ra đấy. Đấy, hello em. Mình vừa đi mua tí đồ ấy, đâm ra là về hơi muộn. Còn chỗ này là chỗ của con bìm bịp này. Đấy, mình đi đến đâu là điện thì mình tự sáng lên đấy, điện của camera ấy. Ra bên ngoài này thì nó hơi tối, mình không muốn cầm đèn để cho các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái buổi tối ở nhà mình nó như thế nào. Nếu như mình cầm đèn thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn đúng không? Thế nhưng mà nó sẽ mất đi cái quang cảnh của buổi tối, cho nên là mình muốn để một cái hình ảnh nó tự nhiên như thế này. Đấy, ôi con chuột này, con chuột này, con chuột này, mình bắt được con chuột này. Đây đây đây, để mình bật flash lên cho bạn xem. Đây đây đây, mình bắt được con chuột này. Con chuột này chắc là mình sẽ cho nó lên đường. Cũng vì tiết kiệm ấy cho nên là mình thắp hai cái chuồng gà là một cái bóng điện để nó sưởi ấm chung cho nhau. Còn chuồng mèo thì đây. Mèo. Thích nhỉ? Ôi con mèo kia nhỏ mũi à? Ấy chuột nó chạy ghê. Mình bảo rồi, hôm nào mình mà rảnh ấy, thì mình sẽ chế một cái đồ dùng gì đó để mà mình săn chuột vào buổi tối. Ai đốt pháo nhỉ? Ui. Ui tự nhiên hôm nay có người đốt pháo hả? Ngày gì mà có người đốt pháo tối nhỉ con nhỉ? Con không biết à? Ừ may quá bố tự nhiên lại quay được cái đoạn đấy. Bố ơi, chú đại cho cái này để cắm máy tính hay cắm chuột đấy. À để mai bố mang đi á. Không cần đâu, con cứ cầm này đi. Sao mang lên phòng bố cũng được, sao bố cất đi. Đây là gọn đầu độc thẻ. Hôm nay thời tiết nó cũng không quá lạnh vào buổi tối cũng như là ban ngày, cho nên là cái dãy chuồng AV sinh sản này là mình cũng không thắp điện này. Đấy, mình muốn để cho chim nó ngủ cho nó được yên tĩnh. Bởi vì là ban ngày này mình quây hết kín này, cho nên là chim nó cũng ấm lắm. Còn vế đằng kia thì là khu vực chuồng chuồng gì nhỉ? Chuồng chó với lại chuồng vịt. Thì mình quây kín rồi cũng không phải thắp điện. Đấy là bóng nhá, đấy là bóng bóng sưởi nhá. Còn còn cái hệ thống gì nhỉ? Hệ thống sưởi nước nữa. Sưởi nước thì gần như là mỗi một bể của mình là có một cái sưởi nước. Đấy, cho nên là nó cũng khá chi là tốn điện. Riêng cái bóng này thì là bóng của cam này, là mình bật 24/24 luôn.
À không, bật về ban đêm, quên mất. Tức là đêm nó tự sáng. Còn đây bẻ cá đây các bạn này. Đây các bạn có nhìn thấy một cái bóng sưởi nó vẫn đang sáng đèn đấy không? Đấy, mở ra là cái hơi nóng nó bay lên đấy. Nhiệt độ nước ở trong này nó rất là ấm. Đấy, còn bên này là bẻ ếch này. Bẻ ếch này, các bạn có thấy là nó đang có một cái ánh đèn nó sáng từ bên trong phát ra. Đó, cho nên là nhiều khi á, cái nào mình tận dụng được thì mình vẫn cứ phải tận dụng để cho nó đỡ tốn kém. Tức là ví dụ như là hai chuồng cạnh gần nhau ấy thì là mình thắp một chuồng thôi, để lại một chuồng để cho nó gần nhau thì nó sẽ ấm. Đó, trăng hôm nay đẹp không? Thôi bây giờ thì buổi tối cho mình tạm thời quay cho các bạn xem như vậy nhé. Để một phần là mình quay để ví dụ như là vào trong kia ấy, thì mình ghép thì nó sẽ có một số cái cảnh của nhà ấy, thì các bạn xem nó sẽ không bị lạc lõng đúng không? Đấy, thì mai mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp cái hành trình mà mình chuẩn bị đồ đạc khi lần đầu tiên mình đi máy bay nó sẽ như thế nào, và là khi mình bước chân vào trong đến khu vực Nha Trang thì là nó sẽ có những cái phong cảnh như thế nào. Đó. Hai bạn ơi, hai bạn có xuống cám không? Tớ cho hai bạn cám nhá. Hai con chim ở đằng kia nó lại về đây nhà mình này. Bà ơi, bà ở nhà nhé. Con vào trong miền trong con chơi mấy hôm xong con đi, à xong con về. Vâng, thế bà ở nhà nhé, con đi đi không muộn giờ mất. Ngày mới mình lại tiếp tục chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì là vào 3 giờ chiều, mình đang ở nhà để chuẩn bị hành trình lên đường. Chào cả nhà nhé, chào em, Bao Long. Ô bác có cái bao lô đeo à? Thế sách này có được không? Được. Sách này vẫn được nhỉ. Thế mà sách thì miễn làm sao. Cân thử chưa? Anh chưa. Đây để em cân thử xem nào. Mình thấy bảo là đi máy bay Vietjet đấy thì là chỉ được mang 7 cân thôi. À đây. Đây là 3 cân rưỡi gọi là 4 cân. Của anh xem nào. Của anh bao nhiêu? 3 cân. Của Long 3 cân. Mà Long ít đồ đạc hơn, mình mang theo một cái máy bay đâm ra là nó cũng nặng cân đấy. Vì là lần đầu đi máy bay cho nên mình cũng khá hồi hộp. Với lại lần đầu đi xa nhà với cái quãng đường xa như vậy, mình chưa bao giờ đi quá miền Trung đâu. À chưa bao giờ đi quá Thanh Hóa. Mình chỉ vào đến đến Sầm Sơn nhỉ. Nhẹ nhá, bye bye nhá. Đây bác cầm em cái máy quay để em bế em bé cái. Kìa. Em. Bố bé nhá. Bố bé. Ôi. Ở nhà nhá, bố đi mai kia bố về nhá. Bé bố qua nhé. Bố qua. Nào mẹ bế em có theo không nào? Theo không nhỉ? Chẳng bao giờ theo. Chưa chắc. Không theo. Theo đấy. Vậy. Mẹ bế. Bế em. Bế em để bố đi này. Không theo. Đấy, xe nổ rồi, đi. Mẹ bế con để bố đi đây. Đây bố mẹ ở nhà nhá, con đi đây. Con đi đây bà. Mẹ đâu ấy nhỉ? Thôi thôi, đâu bỏ em mượn cái. Bye nhá. Bye. Hẹn gặp lại nhá. Chắc chắn có quà. Đi, anh nhà mình đưa anh ra ngoài Nội Bài phát. Cồng kềnh quá nhỉ. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Mình đã tới khu vực sân bay rồi. Hôm nay là lần đầu tiên mình được nhìn một cái máy bay chở khách mà gần đến như vậy.
Đây là khu vực sân bay Nội Bài. Mình đang ở trên đây gọi là trên 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 cao em nhỉ, chứ không phải dưới mặt đất nữa. Sảnh đi, đây đang ở trên sảnh. Sảnh đi à? Sảnh đi đây. Sảnh tầng 2. Toàn bộ là cái đường đi nối lại ấy, thì mình không biết là đều nhờ em taxi, em ấy đưa mình vào đến tận nơi, xong cái đó là chắc vào trong đấy là sẽ có người chỉ dẫn gì đấy. Em tìm sảnh đi của Vietjet. Vietjet đây. Mình đi Vietjet các bạn ạ. Xuống đây em? Vâng, xuống đây luôn anh. À thế. Rồi anh vào trong sau là sao vào trong đấy đợi anh. Đợi trong sảnh. Rồi sảnh ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị quân tư trang hành lý để xuống xe. Thế em vào nhá. Ờ. Bây giờ là cứ đi vào đây hả Ma Long? Ma Long thì đã được đi một lần rồi cho nên là Ma Long cũng sẽ không bỡ ngỡ như mình. À, có cái gì là cứ hỏi Ma Long này là cũng đỡ nhỉ. Quên gì? Vào mua vé. Vào mua vé. Chưa mua được à? Tức là bây giờ là anh lại phải đi vòng về đằng kia hả? Rồi, anh cảm ơn em nhé. E30 đến E32. Cảm ơn em. Mình này phải hỏi các chị nhân viên ở đây, các em ấy, các em chỉ mình là em ấy chỉ là ra khu vực E30. Đấy kia, đây là A2322 đúng không? Đây là E ở đằng kia cơ. Ở đâu vẫn là A mà. Thế phải E kia xuống. E chỉ trước đi trước. À đây, đúng rồi, cái biển E đây. Thủ tục hàng không E. Cái này. Phải đeo khẩu trang à? Thế bác có nên cái nào xin cái? Đây, bác cầm hộ em cái máy quay phát để em sau em xách túi cho. Đây. À đây E20 đây rồi các bạn. Kia là E20. Đứng chờ ở đây à? Vào lấy vé. Rồi có phải xếp hàng không? À, hôm nay mình đi ấy, thì là thời tiết miền Bắc nó cũng hơi se lạnh ấy, thì là mình có mặc thêm một cái áo khoác với lại một cái áo len. Nhưng mà áo cọc thì mình cũng đã mang ở đây rồi. Mình nghe một số các bạn có bảo là vào trong Nha Trang ấy thì là thời tiết nó cũng vẫn hơi se lạnh. Cái mã. À căn cước công dân là trình luôn ở đây em. Đây em. Ừ đúng rồi, anh cũng nghe thấy báo trễ. Thế này thì hôm nay bay trễ mà bay vào cái tầm đấy thì ở trên máy bay nhìn xuống thì thấy cái gì đâu nhỉ? Đen xì ấy. Bắt đầu ngoài mình đã tối mất rồi. Rồi cảm ơn em nhé, bây giờ đi về đằng nào bác chỉ em? Ra ngoài chờ. Vào trong này nó không lạnh như ở ngoài kia nhỉ? Bao giờ khu vực này người ta mở cửa ra. Ừ. Đó, thì mình bắt đầu cầm vé này, bắt đầu đi vào. À rồi rồi. Thế nó đi vào đằng trong này hả? Ờ. Còn nếu mà mình bây giờ cũng đi vào luôn được, nhưng mà đợi một tí. Ờ. Rồi. Khu vực cấm đẩy xe hành lý dành cho hành khách đây. Vẫn một đường mà lại phải đi zig zag. À dạ vâng ạ. À, vào đây là phải tắt máy quay rồi các bạn ạ. Thì để mình vào đây sau mình ghép cái đoạn video này để gửi tới các bạn vào buổi tối luôn nhé. Để sau là lúc hành trình bay ấy, vào buổi tối nó đêm rồi, chắc là trên trời nhìn xuống đất nó sẽ không thấy gì đâu. Thì sau vào để đến trong Nha Trang mình lại quay cho các bạn xem tiếp. Để bây giờ mình tạm thời tắt cái máy quay đi đã. Mình vừa đi qua cửa kia thì là
quần áo đồ đạc là phải cởi hết ra để vào trong cái xô này. Đấy, xong bắt đầu ra đến đây là mình lại phải mặc lại như lúc đầu cởi ra. Khu vực kia là khu vực cấm. Ở khu vực cấm không được quay với lại ấy. Đây, thì đây là khu vực là phòng chờ hết rồi. Vào trong này là khu vực phòng chờ này. Anh Long bảo thế. Rồi là sau tẹo lỗ bay là sau. Máy bay kia. À ừ này máy bay đây. À ui ôi, nhìn gần đến tận nơi luôn. Đây. Ui. Thích máy bay. Đó máy bay. Ui cái quạt gió của nó kìa. Nó to hơn là cả cái bể cá của mình. Kìa các bạn này. Đây máy bay có một số cái nó đang cất cánh kìa. Đấy, đây là bên Vietnam Airlines. À ừ máy bay này là hàng cao cấp đúng không? Tí nữa anh em mình sẽ đi xuống cái cửa này. Cửa này. Cửa này sau xuống, có xuống ô kia. Tô, sau có ô tô như kia người ta đợi. Đó, xong người ta đưa ra máy bay. Ui. Giờ nhìn gần mới biết là cái động cơ máy bay nó to nó, nhỉ. Nó bốc, nó đang chú nhìn thấy nó bốc khói như kiểu này trời nắng mùa hè. Chú con nhìn thấy có đấy nó đang chạy đây đúng không? Ừ. Tức là máy bay này vừa hạ cánh xuống tất cả các động cơ đang nóng thì nó kiểu hầm hập lên này. Đây các bạn có thể nhìn thấy người này, người đứng cạnh máy bay này, nhìn nó nhỏ bé này. Máy bay quân sự ấy thì mình đã đi chơi ở ngoài Hà Nội thì mình xem rồi, nhưng máy bay dân sự này là mình chưa được nhìn gần như thế này bao giờ. Tèo nữa là mình còn được sờ tay vào cơ. Nhưng mà rộng nhỉ, chú nhìn thấy sân bay là rộng rồi. Ừ. Nhưng mà người ta ví không sai thật, phẳng như sân bay Nội Bài. Phẳng tít các bạn ạ. Nhưng mà vé đâu? Vé ở trong ví, cất trong ví rồi. Cất vé cho trong lên máy bay còn sót một lượt nữa đấy. Đây anh check cho chú. Trong lúc chờ bay thì là mình ngó nghế xung quanh, thấy ở đây người ta trưng bày rất nhiều những cái mô hình máy bay nhỏ nhỏ ấy. Như thật. Nhìn rất đẹp. Đây là Vietjet này. Còn đây là Vietnam Airlines này. Đấy, đây là chắc cái mô hình cũng là bán nữa. À ừ đúng rồi, đây họ có ghi giá đấy các bạn này. Đây là 549.000. Đây là máy bay Vietjet màu đỏ này. Còn ở bên này là máy bay Vietnam Airlines thì sẽ có cái giá mô hình là 2.850.000. 2.850.000. Đấy. Còn đây là những cái máy bay Z-Start này. Cái này là không thấy ghi giá ở đây nhỉ? Không có. Đây. Tất cả đồ lưu niệm, quạt, tiếp các thứ, giặt tí nữa hút vào vật cất. Các bạn có nhìn thấy một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng Nội Bài không? Đây nếu mình không nhầm thì nó là một chiếc Vietnam Airlines. Đấy, mình hôm nay là đặt vé máy bay Vietjet để cho nó rẻ. Máy bay Vietnam Airlines này thì là vé nó sẽ cao hơn. Đây, hôm nay mình mới được nhìn thấy máy bay hạ cánh gần như thế này. Wow, tốc độ nó cao nhỉ. Ui, khủng khiếp, nó lao như là một cái tên lửa ấy. Mình định nói là lao như một cái máy bay thì đúng là nó là máy bay thật. Đây, tèo lỡ thì anh em mình sẽ đi cái máy bay Vietjet này. Đây, cái máy bay này quay gần các bạn nhìn rõ nhỉ. Máy bay Vietjet thì anh em mình đặt vé nó rẻ hơn là vé của Vietnam Airlines, cho nên là mình chọn Vietjet. Đấy, mình đang ngồi chờ ở đây. Thì theo lịch bay ấy là bị chậm mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thì là vào 6:30 bay. 6:30 bay thì là trời tối, khi ngồi trên máy bay mình nhìn xuống bầu trời nó là màn đêm ấy thì chắc là cũng không nhìn thấy gì đâu. Thì thôi, cái đoạn mà mình đang chờ máy bay ở đây thì mình sẽ cắt ghép video để gửi tới các bạn vào buổi tối nay luôn. Khi các bạn xem được cái video này thì khả năng mình đã vừa vào tới miền Nam. Mà mình đăng cái là các bạn xem luôn đấy. Mình đăng được cái là các bạn xem được luôn. Là gần như trực tiếp luôn. Ở đây, đây một cái Vietjet nữa đang hạ cánh này. Lên đấy. Đang lên á? Lên đấy. À ừ, lên thì nó mới nhanh này chứ nhỉ. Ui đấy à? Đó. Lên là như thế, lúc này tầm này đang đổ ngửa người đấy. Đang đổ ngửa à? Rồi. Đấy thì chắc là chốc nữa mình đi máy bay thì cũng như vậy thôi. Thì xin phép các bạn mình kết thúc đoạn video đây nhé. Và hẹn lại các bạn ngày mai ở trong Nha Trang.